Xin chào anh em, trên tay tôi đang là một chiếc đồng hồ Carnivan có dây đen và kim vàng, nhìn nó rất là hay. Và đây là đồng hồ cơ ạ. Thì nhìn nó khá là hay, mặt kính chống xước các bạn nhé. Đây là chiếc đồng hồ có thể nói là gần như bán chạy nhất trong cái dòng đồng hồ cơ bên mình. Nó là dây đen thì nhiều khi đeo mình rất là hay đeo dây đen đấy. Dây đen mà mặt đen nhìn nó rất là nhìn nó rất là sang. Đây, mặt đồng hồ vàng và đồng hồ đen nhìn nó rất là sang các bạn nhé. Đồng hồ đen thì nhìn nó đỡ bị lóng lánh, nó đỡ bị óng ánh hơn đồng hồ vàng, nhưng mà nhìn nó cũng không kém sang trọng đấy ạ. Nên nó rất là sang luôn. Và cái đồng hồ này chạy pin ấy, là cái đồng hồ đang có thể nói là đang bán chạy cực kỳ trong phân khúc đồng hồ pin luôn. Đồng hồ pin thì nhiều người sử dụng được hơn đồng hồ cơ, thế nên là vì cái giá thành nó rẻ cũng như này, nhưng mà đồng hồ pin thì nó chỉ có khoảng tầm mấy triệu thôi, triệu rưỡi 2 triệu thôi. Đây đây là cái đồng hồ pin của bên mình bán kiểu dáng giống nhau, bán cực kỳ chạy luôn. Đây ạ, bán quá là chạy luôn. Đây đây thì đây là cái dây của đồng hồ Carnivan các bạn nhé. Carnivan nhìn cũng phải nói là khá là đẹp luôn. Carnivan Automatic, hàng tự động. Cái này tự động, các bạn tự đeo lên tay là nó tự chạy thôi, các bạn không phải lên cót gì cả nhé bạn nhé. Nhìn khá là mê ly chất luôn. Thì đồng hồ này đang có giá là 5,2 triệu, nhưng tuy nhiên là hôm nay ai mà mua trên video này sẽ được giảm giá còn hơn 4 triệu thôi ạ. Giảm 25% các bạn nhé. Thì bạn tính của mình. Đây. Thì đây là chiếc đồng hồ mặt xanh. Đồng hồ mặt xanh và đồng hồ mặt đen. Ở bên ngoài thì cái xanh này nó có hai màu, một là màu tím, hai là màu xanh. Một cái đồng hồ nhưng có hai màu nhá, thì ở trong ở bên ngoài ra ngoài ánh sáng trời ấy, thì nó sẽ có màu xanh tím than các bạn nhé. Thì nó sẽ ở bên ngoài nó sẽ không giống như trong video lắm đâu. Ở ngoài nó sẽ đẹp hơn các bạn nhé. Thì cái màu ở đây đấy, mình thấy ở ngoài thì nó là màu xanh, còn ở trên màn hình nó lại màu tím xanh, tím than. Đó, đó thì khi mà ở bên trong ánh điện như này này thì nó sẽ là màu xanh bình thường và màu xanh rất là đẹp, nhưng bên ngoài trời thì nó là xanh tím than. Thế nên là các bạn khi mà các bạn nhận hàng ấy, thì nó sẽ không giống lắm với cái video đâu. Cái màu này thì giống hệt này, nhưng cái màu này thì nó không giống lắm đâu, vì là ở bên ngoài thì nó có cái độ đẹp riêng của nó. Nó có độ gần như của nó có cái độ gì nhỉ? Nó có cái độ mà màu nó sẽ thẫm hơn so với video. Mình không hiểu sao lên video nó lại thành màu này. Đây, nó có màu thẫm thẫm kiểu này này, thẫm hơn màu này. Đấy, nghiêng như này. Còn cái nào nó cái này nhìn nó là màu tím rồi. Đây, nó sẽ ngoài nó sẽ xanh và thẫm hơn. Nhưng ở đây nó không thể hiện được hết cái này, nhưng mà thực ra cái màu này nó cũng rất là đặc biệt và được nhiều người mua hơn cái màu đen này. Đây ạ, màu xanh, xanh tím than nhé bạn nhé. Ra ngoài trời thì nó sẽ màu xanh tím than. Đây ạ, nhìn khá là đẹp và nó có một lịch các bạn nhé. Mình thì nói thật với các bạn là từ trước nay mình toàn thích đeo mặt đen thôi, mặt đen và mặt xanh và dây đen các bạn nhé. Ngoài ra cái đồng hồ này lắp dây vàng cũng khá là đẹp, dây vàng mặt đen cực kỳ là đẹp và hợp luôn ạ. Đây, mình sẽ đeo thử cái mặt đen lên. Thì trước đây mình đã có một cái đồng hồ mặt đen dây đen, sau đó thì mình thay thêm một cái dây vàng vào nữa để cho nó chất, để cho nó lạ đi. Ở đây nhìn rất là đẹp, nhìn rất là sang luôn, sang chảnh luôn. Đấy, các bạn nào mà thích cái đồng hồ đen như này thì các bạn hãy để lại ngay số điện thoại địa chỉ bên mình ship hàng cho các bạn xem nhé. Không đẹp như trong video, các bạn không phải mua, không phải thanh toán bất kỳ đồng nào bên mình sẽ chịu ship các bạn nhé. Nên là mình đã giới thiệu rồi, các bạn hoàn toàn yên tâm, bởi vì là mình, các bạn để ý rất là nhiều những feedback phản hồi tốt ở trên fanpage luôn. Người ta rất là thích hãng Carnivan và người ta chỉ mua hãng Carnivan và chỉ của Tigon nữa. Và Tigon đã giới thiệu hàng nào là gần như của chất hàng đấy trở lên. Các bạn hãy để lại ngay số điện thoại địa chỉ bên mình ship hàng cho bạn xem nhé. Xem xong đúng như video, đúng như những lời quảng cáo, đúng như hình ảnh, đúng đẹp như này, đeo lên tay đẹp các bạn mới phải thanh toán các bạn nhé. Các bạn hãy nhanh tay để sở hữu cho mình một chiếc Carnivan để mình có thể là tăng thêm cái giá trị của bản thân mình khi mà đeo những món đồng hồ đắt tiền như này lên người. Đây ạ, nhìn rất là chất. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.